Chào mừng quý vị khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ năm ngày 22 tháng 2 của kênh Yêu Bóng Đá Nam Cô. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Áp đảo từ đầu, Arsenal vẫn gục ngã phút bù giờ bởi siêu phẩm của Porto. Dù phải đá trên sân khách nhưng Arsenal cho thấy sự vượt trội về mặt đẳng cấp trước đối thủ Porto khi đối đầu ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Các học trò của huấn luyện viên Arteta kiểm soát bóng chặt chẽ và ép sân hòng tìm cơ hội ghi bàn. Thế nhưng dù cầm bóng, các chân sút bên phía pháo thủ lại không có đủ sự chính xác ở 1/3 cuối sân. Trong khi đó, hàng thủ của Porto dưới sự lãnh đạo của lão tướng Pepe đã luôn đứng vững để hóa giải những sóng gió mà Arsenal tạo ra. Cầm bóng 66% đến phút 90, tung ra 6 cú đá nhưng không trúng đích lần nào. Arsenal đã phải trả giá. Phút 90+4, trong nỗ lực tấn công muộn màng của mình, tiền vệ Galeno đã có pha cớ lòng từ xa đẹp mắt hạ gục thủ thành Raya. Một bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng đã ấn định chiến thắng cho Porto trước Arsenal. Một kết quả quá nghiệt ngã với thầy trò Arteta, nhưng xứng đáng khi họ đã không thể giải quyết trận đấu sớm dù đã áp đảo từ đầu. Hai đội sẽ đá trận lượt về vào hôm 13 tháng 3 trên sân Emirates. Ngược dòng 4 bàn, Liverpool chạy đà hoàn hảo trước chung kết Carabao Cup. Tiếp đón Luton Town trong trận đấu sớm vòng 26 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 22 tháng 2. Không bất ngờ khi Liverpool là đội nắm quyền kiểm soát từ đầu trận. Thế nhưng hàng công trong ngày thiếu cả Salah lẫn Nunes của họ trở nên kém sắc hơn khi Diaz bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp đầu trận. Luton Town sau đó gây bất ngờ khi là đội bóng mở tỷ số với pha đánh đầu của tiền vệ Obene vào phút 12. Bàn thua khiến cho Liverpool càng phải tăng cường sức ép, nhưng họ luôn gặp khó ở khâu dứt điểm cuối sân. Phải sang đến hiệp 2 các cổ động viên đội chủ nhà mới được ăn mừng. Liên tiếp các phút 56 và 58, bộ đôi Hà Lan gồm đội trưởng Van Dijk và Cody Capo đánh đầu ghi hai bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn 2-1. Cả hai đều đến từ tình huống cố định và người kiến tạo là Mark Callister. Những phút sau đó chứng kiến Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Tới phút 71, Luis Diaz sau nhiều nỗ lực đã có bàn thắng của riêng mình với tình huống đi bóng dứt điểm về phía cột gần bên trái. Đội chủ nhà sau đó ghi thêm một bàn ở phút 90 do công của Harvey Elliott, ấn định tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp cho Liverpool có được 60 điểm sau 26 vòng đấu. Họ tiếp tục dẫn đầu ngoại hạng Anh với 4 điểm nhiều hơn sau Man City nhưng đá nhiều hơn một trận. Một màn chạy đà tốt của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp trước trận chung kết Carabao Cup gặp Chelsea cuối tuần này. Rooney tuyên bố sẵn sàng đầu quân cho đại kình địch Man City. Cựu tiền đạo của United và đội tuyển Anh là Wayne Rooney mới đây đã tuyên bố sẽ không ngần ngại nếu có cơ hội học tập dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Điều đó đồng nghĩa với làm việc tại đối thủ không đội trời chung cùng thành phố là Man City. Khi được hỏi liệu có nhận lời làm trợ lý cho Pep Guardiola hay không, Rooney nói với podcast Stick to Football: "Điều đó còn tùy. Nếu Pep Guardiola đến và đề nghị tôi làm trợ lý, tôi sẵn sàng đi bộ đến đó. Hãy nhìn vào những gì Mikel Arteta làm được và tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng phần lớn điều đó đến từ những kinh nghiệm quý giá cậu ấy học tập từ Pep Guardiola." Cựu cầu thủ 38 tuổi nhấn mạnh sự tiến bộ của Mikel Arteta tại Arsenal sau thời gian làm trợ lý cho Guardiola để làm ví dụ cho tuyên bố của mình. Điều này có thể khiến cho các Manusians cảm thấy không hài lòng. Song nếu để phục vụ cho sự nghiệp huấn luyện, cựu thủ quân của Quỷ Đỏ hoàn toàn có lý do khi đưa ra tuyên bố này. Rooney vẫn đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới và cho biết sẵn sàng chấp nhận một công việc ở cấp độ thấp hơn để thăng tiến. Đồng thời nói thêm: "Tất nhiên, kinh nghiệm thi đấu đã giúp ích cho tôi, nhưng tôi đã không ở đúng thời điểm. Dưới góc độ là một nhà cầm quân thực thụ, tôi không muốn dựa vào những gì đã làm với tư cách là một cầu thủ để có những kết quả không tốt." Rooney đã có 3 nhiệm kỳ làm huấn luyện viên kể từ khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Đó là 1 năm rưỡi ở Derby County trước khi đến MLS để dẫn dắt DC United. Đáng tiếc, Rooney chỉ thắng 14 trong số 53 trận để rồi trở lại Anh cầm quân tại Birmingham. Tuy nhiên đó chắc chắn là khoảng thời gian đáng quên nhất của Rooney với đội Championship khi bị đội bóng này sa thải chỉ sau 2 trận thắng trong 15 trận. Đình Bắc đăng tâm thư xin lỗi huấn luyện viên, người hâm mộ sau án kỷ luật. Sáng 21 tháng 2, thông tin cầu thủ Đình Bắc bị huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, Quảng Nam kỷ luật nội bộ đã gây chú ý dư luận. Theo đó, Đình Bắc được cho là hội quân muộn sau Tết nhưng không xin phép, đồng thời thường xuyên đến tập muộn. Mới đây nhất, tiền đạo sinh năm 2004 đã có những phát biểu chính thức về điều này. Trên trang cá nhân Facebook,
Đình Bắc đã có lời xin lỗi về hành động của mình trước huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, câu lạc bộ Quảng Nam cũng như người hâm mộ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Lời đầu tiên cho Bắc được gửi lời xin lỗi đến huấn luyện viên trưởng Văn Sĩ Sơn, đội ngũ ban huấn luyện và tập thể đội bóng đá Quảng Nam và tất cả người hâm mộ luôn yêu quý và ủng hộ Bắc trong quãng thời gian vừa qua. Bắc nhận lỗi do chính bản thân chứ không đổ thừa cho bất kỳ hoàn cảnh hay vì lý do nào cả. Một lúc mất tập trung khiến Bắc đã trễ lịch tập trung của đội và đã làm ảnh hưởng đến thầy và toàn thể đội bóng Quảng Nam. Lần đầu tiên cho Bắc gửi lời xin lỗi đến thầy và toàn thể đội bóng Quảng Nam cũng như các cổ động viên đã luôn yêu quý, theo dõi và ủng hộ Bắc cũng như đội bóng đá Quảng Nam. Đây chắc chắn sẽ là bài học rất quý giá của Bắc ở trên con đường sự nghiệp của mình. Bắc sẽ khóa lại hết những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đã có. Giờ là lúc làm lại từ đầu với mục tiêu được ra sân góp một phần nhỏ sức lực của mình, cùng câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu thật tốt trong giai đoạn tiếp theo. Lời cuối cùng cho Bắc chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Nguyên văn bài viết của Đình Bắc. Đình Bắc là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Tiền đạo sinh năm 2004 gần đây thường được huấn luyện viên Philippe Chuze triệu tập và cũng đã để lại dấu ấn cho màu áo đội tuyển quốc gia. Ở vòng chung kết Asian Cup 2024 vừa qua, Đình Bắc là người đầu tiên ghi bàn thắng cho đội bóng áo đỏ với một siêu phẩm vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đồng ý chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay. Người thay thế hiện chưa được tiết lộ. Nhà vô địch nước Đức đang đứng trước nguy cơ kết thúc mùa giải năm nay mà không giành được một danh hiệu nào. Họ hiện thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Sức ép lên vai huấn luyện viên Thomas Tuchel đang là rất lớn. Một số nguồn tin cho rằng Bayern Munich có thể sa thải cựu huấn luyện viên Chelsea, sau đó bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền cho đến cuối mùa giải. Với Ole Gunnar Solskjaer là một trong những ứng cử viên. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Mới nhất, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đồng ý chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải năm nay. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Tuchel và Bayern. Nhà cầm quân người Đức đã xác nhận thông tin này. Ông giải thích, chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ chấm dứt hợp tác sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Cho đến lúc đó, tôi và ban huấn luyện tất nhiên sẽ tiếp tục làm mọi thứ để có thể đảm bảo thành công tối đa cho Bayern Munich. Zinedine Zidane được cho là sẽ trở lại cầm quân và thay thế Tuchel vào hè năm nay. Xabi Alonso cũng là một ứng viên thay thế cựu huấn luyện viên PSG và Chelsea. Tuchel đã dẫn dắt Allianz Arena từ tháng 3 năm 2023 sau khi thay thế Julian Nagelsmann. Mùa trước, ông và các học trò vượt qua Dortmund để vô địch Bundesliga ở vòng đấu cuối. Tuy nhiên, mùa giải năm nay Hùm Xám lại sa sút thảm hại. Họ để đội hạng 3 Saarbrücken loại ở Cúp Quốc gia Đức vào tháng 11 năm ngoái. Ở Bundesliga, Bayern Munich kém đội bóng đầu bảng Leverkusen 8 điểm. Họ cũng vừa thua 0-1 trước Lazio ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tổng thống Argentina gửi thông điệp bất ngờ tới Messi. Tổng thống Argentina Javier Milei tin rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Vị nguyên thủ quốc gia của Argentina cũng bày tỏ mong muốn có dịp nói chuyện với ngôi sao của Inter Miami. Tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với Messi, chắc hẳn điều đó rất thú vị. Tôi đã đàm đạo với những người Argentina quan trọng nhất trên thế giới. Tôi đã nói chuyện với giáo hoàng, với nữ hoàng Hà Lan. Tôi đã khá may mắn và hy vọng có dịp nói chuyện với Messi. Ông Javier Milei chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ La Nación. Messi là người giỏi nhất trong mọi trận đấu mà cậu ấy tham gia. Cậu ấy là một con quái vật. Messi đương nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Tổng thống Argentina khẳng định, Javier Milei là đương kim tổng thống Argentina từ ngày 10 tháng 12 năm 2023. Vị nguyên thủ 53 tuổi xuất thân là một nhà kinh tế, từng xuất bản nhiều cuốn sách về kinh tế trước khi trở nên nổi tiếng trên diễn đàn chính trị. Điều thú vị là tổng thống Argentina từng chơi bóng khi còn trẻ. Năm 1983, Milei gia nhập câu lạc bộ Chacarita Juniors và được đào tạo ở vị trí thủ môn. Milei đã gắn bó với đội bóng ở Buenos Aires trong 6 năm trước khi phải từ bỏ giấc mơ trở thành thủ môn chuyên nghiệp vì chấn thương vỡ quai hàm sau một pha va chạm trên sân. Milei từng quay lại thăm đội bóng cũ vào tháng 3 năm 2021. Lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, ông trở lại thăm sân vận động Chacarita Juniors và trung tâm huấn luyện Chacarita. Thần tượng của Tổng thống Argentina là Ubaldo Matildo Filon, thủ môn huyền thoại của River Plate. Filon từng giành 7 chức vô địch quốc gia Argentina và đăng quang tại World Cup năm 1978 cùng đội tuyển Argentina. Chi tiết hợp đồng của Mbappe nếu gia nhập Real Madrid. Theo Le Quip cũng như Fabrizio Romano, điều khoản chi tiết của Kylian Mbappe khi gia nhập Real Madrid sẽ bao gồm lương 15-17 triệu euro trên một năm sau thuế.
Bên cạnh đó là tiền lót tay rơi vào khoảng 100 triệu euro cho hợp đồng 5 năm và 70% bản quyền hình ảnh. Như vậy, cầu thủ người Pháp sẽ nhận lương ít hơn một nửa so với PSG. Sự khác biệt đến từ phí lót tay. De Bruyne dính chấn thương. Tiền vệ Kevin De Bruyne đã dính chấn thương gân khoeo và vắng mặt trong chiến thắng Luton Town mới đây. Đích thân huấn luyện viên Pep Guardiola đã xác nhận thông tin này. Hiện phía Man City chưa cập nhật thêm về tình hình của ngôi sao người Bỉ. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 22 tháng 2 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá 5G. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn sớm gặp lại ở những bản tin tiếp theo.